Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo AROP đến từ cái dự án B Lemon. Thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ AROP để chúng ta tham gia vào danh sách 5.000 ví nhận 30 cái token AMV xấp xỉ 5 đô nhé các bạn. Và đây là một cái kèo nhận ngẫu nhiên. Và nó sẽ trả về ví tự động cho chúng ta vào ngày 19 tháng 5 nhé các bạn. Rồi các bạn nhớ cho mình là ngày 19 tháng 5 thì nó sẽ phân phối về ví. Các bạn chú ý nếu chúng ta trúng vào cái kèo và danh sách là 5.000 ví nhận ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ nhận được cái token này vào ngày 19 tháng 5. Rồi ok thì xin mời các bạn bấm nút Start để chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ này. Ở đây thì các bạn hãy làm phép tính, các bạn bấm vào Continue. Sau đó thì các bạn làm phép tính ở đây rồi các bạn điền kết quả ở bên dưới cho mình. Rồi chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ đó là chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group. Rồi ở đây thì mình sẽ hỏi con bot xem là đã có con chat chưa nhé. Rồi ở đây thì nó cung cấp cho chúng ta cái mã contract ở đây. Nó có hai cái mã hợp đồng khác nhau nhé các bạn. Đồng token BIN và đồng token AMB. Thì các bạn có thể lấy cái địa chỉ contract của cái đồng token AMB này. Các bạn thêm cái đồng token vào ví nhé, mạng B là SC. Rồi các bạn quay trở lại, chúng ta làm các cái nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Channel. Ở đây các bạn bấm join cho mình. Rồi các bạn quay trở lại, chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ tiếp theo đó là chúng ta follow Twitter. Rồi ở đây các bạn bấm theo dõi cho mình. Các bạn kéo lên cái bài game đầu tiên, các bạn bấm team. Rồi các bạn bấm vào trích dẫn lại cho mình. Rồi sau đó các bạn tag cho mình ba người bạn vào nhé. Các bạn bấm trả lời cho mình nhỉ. Các bạn bấm trả lời tôi đã gửi này. Các bạn bấm vào nút chia sẻ. Rồi các bạn bấm vào đây chúng ta sao chép cái địa chỉ này. Rồi các bạn quay trở lại. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào đô. Tiếp theo chúng ta lại bấm đô tiếp. Ở đây yêu cầu chúng ta gửi cái username Twitter nhé. Thì các bạn gửi cái username các bạn vào đây. Sau đó các bạn copy mỗi cái username của cái Twitter thôi. Sau đó các bạn xóa cái link này đi. Các bạn điền a còng vào. Các bạn gửi cái username vào đây. Đó. Đấy là cái cách để chúng ta lấy cái tên Twitter rất là nhanh. Rồi các bạn bấm đô cho mình. Rồi ở đây thì yêu cầu chúng ta gửi cái địa chỉ ví BSC BEP20. Thì cái này các bạn có thể lấy trên cái ví TrustWallet hoặc MetaMask nhé. Và các bạn lưu ý là chúng ta không lấy địa chỉ của đồng BNB ở trên các cái sàn giao dịch tiền ảo. Trên ví TrustWallet các bạn chọn cho mình cái đồng BNB. Các bạn bấm sao chép, bấm nhận cho mình. Sau đó các bạn nhấn sao chép cái địa chỉ. Rồi các bạn quay trở lại bot, các bạn gửi. Rồi nhiệm vụ như vậy là đã xong nhé các bạn. Thì các bạn copy cái link này chia sẻ cho bạn bè. Nếu như các bạn chia sẻ được càng nhiều thì các bạn sẽ đứng vào cái top mà 200 người giới thiệu nhiều nhất thì sẽ nhận được thêm cái đồng token này nhé các bạn. Rồi ok thì cái video chia sẻ cái kèo AROP nhận ngẫu nhiên 30 cái đồng token AMB xấp xỉ 5 đô đến từ cái dự án B Lemon. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.